Tính nào đi. Đấy, hôm nay anh em chúng tôi là sẽ đi lên núi bắt ốc. Đấy, đường lên núi đây bà con này, được đẹp lắm. Hôm nay chủ nhật cho nên là được nghỉ. Quyết định một chuyến phiêu lưu tí. Ngày xưa thì đi bắt thường xuyên rồi, bây giờ công việc nó bộn bề nên là không có thời gian để bắt. Đây là em gái này, nhìn rất chậu tre. Em gái Liễu, Liễu phu nhân. Đây mọi người nha, đây bây giờ bắt đầu đến chân núi rồi. Ngày trước cứ mưa như này là nó rất nhiều ốc nó ra, bây giờ thì ít rồi, không còn nhiều như ngày xưa nữa. Đây, toàn đá thôi, toàn núi đá. Cách đây tầm vài năm ấy thì cứ mưa như này là bà con tranh thủ thời gian đi lên núi bắt ốc. Tuy nhiên là bây giờ cái cuộc sống kinh tế nhiều người ấy, thì họ đi làm, còn trẻ con thì họ đã đi học hết rồi, cho nên là bây giờ lên rừng lên núi này cũng chả còn mấy người hay lên nữa. Cho nên một cân ở đây người ta bán ấy là khoảng độ tầm 80.000 một cân cơ. Ở chỗ khác thì nó có thể đắt hơn. Từ lúc nãy lên chưa thấy một cái nào. Chưa thấy một cái ốc nào. Đấy mọi người nha, rừng. Rất nhiều cây cối luôn. Ơi. Hả? Đoạn này ngày trước đi thì đoạn này nó không có mấy, nói chung là không có. Lên được khoảng độ 70 mét rồi nhưng mà chưa thấy bắt được con nào. Các bạn hôm nay mưa, trời nó lạnh quá. Trời nó lạnh, ốc nó không hay ra. Chưa thấy một cái nào. Chưa thấy một con nào luôn. Chưa thấy có tiến triển gì mọi người nhé. Chả thấy con đéo. Đây, toàn cảnh đấy mọi người nhé. Toàn đá thôi. Còn đã tặng
Đi khoảng độ đâu đấy khoảng độ 30 phút rồi nhưng mà không bắt được con nào và quyết định là xuống núi. Đây sẽ lên cái ngọn núi ở bên này để xem tình hình nó có triển khai có được ok hay không. Lúc nãy trèo lên ngọn này rất là cao, trèo lên tít để lên trên rồi. Tuy nhiên là không bắt được con nào cho nên là phải quyết định xuống. Tí nữa lại mò lên ngọn này xem nào. Lâu lắm không đi bắt cho nên là cũng rất kém duyên quá. Chả được cái mẹ gì. Tốn thời gian. Biết thế nhà ngồi đá FIFA, chơi FIFA ăn hơn. Đây mọi người nhá, đây ốc này. Đó. Vừa mới lên cái lên cái ngọn núi này được hai cái luôn rồi. Bắt được hai cái ốc rồi. Đây là ốc đá. Ăn rất là ngon. Ngoài cái cách xử lý thông thường như kiểu là luộc ấy thì mọi người có thể dùng để nộm. Nộm cũng khá là tuyệt vời. Nói chung là hôm nay đi là nó không có. Bởi vì hôm nay khả năng là nó rét. Mưa nhiều nhưng mà nó rét. Nên là thành ra ốc nó không lên. Được có mỗi mấy con. Ơi. Ờ. Hả? Đợt trước thì nó còn nhiều rừng, với lại người dân cũng ít đi bắt đấy. Ngày xưa ăn thì nó ít, ít ăn. Đó. Còn bây giờ thì người ta hay đi để người ta bán. Thành ra người ta đi suốt cho nên là hôm nay rảnh rảnh mới có thời gian để đi nhưng mà nói chung là không có. Chạm được. Ơi. Mấy tiếng đồng hồ trên núi này rồi nhưng mà không được cái gì. Hả? Ôi dồi, đường khó đi lắm. Đường này trơn phết. Chắc không lên được đường này rồi. Xuống xuống. Đây là em gái. Cười. Bác trong cái gì? Bác chị đi. Đi hướng khác. Ừ.
Hả? Chả có cái mẹ gì. Được 10 con. Tổng là được 10 con. Mất cả buổi đi được 10 con. Đúng 10 con.